Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 30 tháng 7 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin biện pháp chống Trung Quốc bắt nạt nước khác trên Biển Đông. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vào ngày 13 tháng 7 năm 2020 đã chính thức tuyên bố lập trường của Hoa Kỳ xem các yêu sách trên Biển Đông của Trung Quốc là bất hợp pháp. Đây là một thay đổi quan trọng trong chính sách của Mỹ về Biển Đông. Một câu hỏi mà tất cả các nước trong khu vực đều quan tâm là sau các tuyên bố cứng rắn của mình, Washington sẽ có những hành động cụ thể để ngăn chặn tham vọng của bành trướng Bắc Kinh như thế nào? Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương đã tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ không còn nói rằng mình trung lập về các vấn đề trên Biển Đông. Đây là hình ảnh trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á, Thái Bình Dương David Tiver. Nếu như cách đây một năm, Bộ Ngoại giao Mỹ từng lên án các hành vi khiêu khích lặp đi lặp lại của Trung Quốc nhắm vào các hoạt động khai thác dầu khí ngoài khơi của các nước láng giềng, nhưng không nói rõ rằng đó là những hành vi bất hợp pháp và cũng không đưa ra quan điểm rõ ràng về các yêu sách hàng hải tương ứng. Thì hiện nay, Washington tuyên bố rõ ràng rằng việc Bắc Kinh cản trở hay quấy rối các hoạt động đánh bắt cá và khai thác dầu khí của các nước khác là những hành động và hành vi bất hợp pháp. Và cũng như trước đây, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phản đối các hành vi cưỡng bức của Trung Quốc, nhưng tránh không lên tiếng ủng hộ quyền hợp pháp của các quốc gia khác đối với nguồn tài nguyên trong vùng biển được luật quốc tế công nhận là của họ. Thì giờ đây, Washington đã bày tỏ quan điểm rõ ràng hơn về chủ quyền tại vùng biển xung quanh bãi Tư Chính, tức là ngoài khơi của Việt Nam, và bãi Luciana Rosas ngoài khơi Malaysia, và vùng Natura Besas ngoài khơi của Indonesia và vùng đặc quyền kinh tế của Brunei. Tuyên bố của Mỹ còn nói rõ là mọi yêu sách về lãnh thổ hoặc hàng hải của Trung Quốc đối với đá vành khăn hay bãi cỏ mây đều bất hợp pháp, vì cả hai thực thể này đều nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Philippines. Thế nhưng chỉ tuyên bố thôi là chưa đủ, mà cần phải có hành động. Hai chuyên gia Mỹ là Jack Coppe từ Viện Nghiên cứu American Institute và Bonnie Glaser thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược của Quốc tế CSIS ở Washington cho rằng, với chính sách mới, Hoa Kỳ sẽ bị buộc phải cho thấy là họ sẵn sàng trừng phạt Trung Quốc với những hành vi bị cho là bất hợp pháp. Đây là hình ảnh tàu hải cảnh của Trung Quốc thường xuyên xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của các nước khác. Biện pháp đầu tiên có thể liên quan đến lĩnh vực kinh tế. Hoa Kỳ có thể trừng phạt các tập đoàn Trung Quốc hoạt động bất hợp pháp trong vùng đặc quyền kinh tế của các nước khác. Và đối tượng bị nhắm hiển nhiên là các tập đoàn nhà nước có tàu thuyền can dự vào các hoạt động như đánh bắt cá, khảo sát và thăm dò dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế của các nước láng giềng. Và trừng phạt cũng có thể nhắm vào các tàu khảo sát khoa học trên biển của Trung Quốc hay những cá nhân có liên quan đến lực lượng hải cảnh hay dân quân biển vốn thường xuyên hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia có tranh chấp với Trung Quốc mà không được phép của nước sở tại. Và loạt biện pháp thứ hai mà Mỹ nên đẩy mạnh thực hiện là dùng đến cả những lực lượng quân sự như gia tăng tuần tra tại Biển Đông và trực tiếp trợ giúp các nước Đông Nam Á như Mỹ vẫn làm trong thời gian gần đây. Washington có thể tổ chức những chiến dịch tuần tra để ngăn chặn hay xua đuổi các tàu cá hay tàu thăm dò khai thác dầu khí của Trung Quốc hoạt động trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của các nước khác. Và để khuyến khích các quốc gia tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc mạnh dạn hơn trong việc bảo vệ chủ quyền của mình, điều mà quan chức Mỹ đã nêu lên thành một mục tiêu, Hoa Kỳ có thể cung cấp cho các nước trong vùng video giám sát để nâng bật các hành vi cưỡng bức của Trung Quốc và cung cấp thông tin tình báo giúp các nước trong khu vực đáp trả hữu hiệu hơn. Và lãnh đạo của Hoa Kỳ cũng có thể xem xét việc trực tiếp hỗ trợ nhiều hơn cho lực lượng trên biển của các nước đồng minh và đối tác. Mỹ đã từng giúp đỡ Philippines trong việc tiếp tế hậu cần cho các đơn vị đồn trú trên bãi cỏ mây. Giờ đây, Mỹ có thể trực tiếp sử dụng tàu của mình cho các mục tiêu này. Và gần đây, vào tháng 5 vừa qua, Hải quân Mỹ đã từng cho triển khai chiến hạm USS Capriles đến gần tàu khoan dầu West Capriles của tập đoàn dầu khí Malaysia để cho thấy thái độ quan ngại trước hành động sách nhiễu của một tàu khảo sát khoa học Trung Quốc cũng như của tàu hải cảnh và dân quân biển của Trung Quốc. Và loạt biện pháp thứ ba mà hai học giả đề xuất là nâng cao năng lực chống bắt nạt của các nước Đông Nam Á. Đây là hình ảnh các tàu chiến của Mỹ, Úc tham gia tập trận ở Biển Đông vào hồi tháng 4 năm 2020. Chính quyền Hoa Kỳ cũng có thể xem xét khả năng giúp đỡ các đồng minh và đối tác trong khu vực xây dựng năng lực chống lại các hành vi bị ức hiếp của Trung Quốc. Các lãnh đạo then chốt tại Quốc hội Hoa Kỳ đều sẵn sàng dành nguồn tài chính dồi dào hơn cho việc răn đe Trung Quốc và trấn an
các nước bạn ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Và làm việc cùng với Nhật, Úc và các nước khác, Mỹ có thể tìm cách nâng cao khả năng các quốc gia trong vùng bảo vệ quyền lợi trên biển của họ. Lãnh đạo Mỹ cũng có thể xem xét cách thức giúp đỡ các nước áp đặt trừng phạt đối với việc Trung Quốc hủy bỏ hoặc hủy hoại các dạng san hô ở Biển Đông, vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển vốn đòi hỏi các thành viên phải bảo vệ hệ sinh thái, môi trường sống của các loài nguy cơ bị hủy diệt. Biện pháp thứ tư mà Hoa Kỳ có thể tính đến là đẩy mạnh ngoại giao thông cáo chung, tức là Washington có thể tìm cách cùng với các đồng minh và đối tác đưa ra thông cáo chung để hậu thuẫn cho quyền hợp pháp của các nước tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông đối với Trung Quốc. Và nhóm G7 là nơi có thể đưa ra một thông cáo hỗ trợ mạnh mẽ, củng cố cho phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay vào năm 2016. Ngoài ra, Mỹ có thể thúc đẩy Đài Loan công bố tài liệu lịch sử lưu trữ về nguồn gốc 11 đoạn tiền thân đường 9 đoạn mà nước Trung Hoa Dân Quốc từng thiết lập và yêu cầu Đài Bắc công bố một bản điều chỉnh yêu sách chủ quyền phù hợp với luật quốc tế. Và những nỗ lực nói trên có lẽ sẽ không làm Trung Quốc thay đổi thái độ, nhưng Bắc Kinh luôn tỏ ra nhạy cảm trước các sức ép của khu vực. Hơn nữa, tất cả những hành động trên đều hàm chứa rủi ro, nhưng Mỹ không thể ngăn chặn Trung Quốc thống trị Biển Đông và phá hoại việc thực hiện và thực thi pháp luật ở vùng biển châu Á mà không chấp nhận thêm rủi ro. Tuy nhiên, theo hai học giả người Mỹ, nếu xử lý rủi ro một cách cẩn trọng, Mỹ có thể giúp các quốc gia khác mạnh dạn hơn, chấp nhận làm mếch lòng Trung Quốc bằng cách chỉ trích gay gắt hơn các chính sách gây bất ổn và trực tiếp thách thức các hành vi cưỡng bức của Bắc Kinh. Và ít nhất sau tuyên bố về Biển Đông của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, các nước Asia đã ít nhiều lên tiếng ủng hộ sự thay đổi quan trọng trong chính sách của Mỹ về Biển Đông. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Devin Lawrence. Chuyên gia về Đông Nam Á Colin Cole, trưởng nghiên cứu quốc tế ở Singapore, đã nhận định trong số các nước bị Trung Quốc chèn ép tại Biển Đông, Philippines là nước có phản ứng rõ ràng nhất sau tuyên bố của lập trường với Mỹ. Và đây cũng là điều dễ hiểu vì tuyên bố Biển Đông được Mỹ đưa ra vào đúng thời điểm Philippines kỷ niệm 4 năm ngày Tòa trọng tài thường trực La Hay ra phán quyết về Biển Đông vào ngày 12 tháng 7 năm 2016, bác bỏ cơ sở pháp lý của các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc dựa trên tấm bản đồ lưỡi bỏ. Trong diễn văn kỷ niệm ngày Tòa trọng tài ra phán quyết, Ngoại trưởng Philippines Theodore Loxion đã nhấn mạnh tính chất bất hợp pháp của một số hoạt động của Trung Quốc và sự cần thiết phải tuân thủ phán quyết. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Devin Lawrence cũng đã kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng phán quyết quốc tế, nêu bật sự cần thiết của một trật tự dựa trên luật pháp ở Biển Đông. Chủ tịch Thượng viện Philippines Vincent Soto còn tuyên bố mạnh mẽ hơn, cho rằng những gì bất hợp pháp không bao giờ có thể trở thành hợp pháp vì chỉ tính khí và thái độ thất thường của một số thế lực ngoại bang xem cả Biển Đông như lãnh thổ của mình. Việt Nam thì phản ứng dè dặt hơn nhiều, nhưng ít ra cũng có động thái. Sau tuyên bố của ông Mike Pompeo, Bộ Ngoại giao Việt Nam vào ngày 15 tháng 7 đã hoàn toàn né tránh những lời chỉ trích Trung Quốc, thậm chí không nêu đích danh cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc trong bản thông cáo về lập trường mới của Mỹ. Đây cũng là cách thức để tránh khiêu khích Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng chỉ nói đơn giản rằng Việt Nam hoan nghênh lập trường của các nước về vấn đề Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế và chia sẻ quan điểm như đã nêu trong tuyên bố dịp hội nghị cấp cao ASEAN 36 rằng Công ước của Liên Hợp Quốc về Biển Đông năm 1982 là khuôn khổ pháp lý để điều chỉnh mọi hoạt động trên biển và đại dương. Cũng trong một diễn biến liên quan, mới đây Mỹ và Úc đã họp bàn cách đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cùng Ngoại trưởng Úc Marisa Payne tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ở Washington vào ngày 27 tháng 7 năm 2020. Hai Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Úc đã đến Washington vào ngày 27 tháng 7 để tham gia cuộc họp thường niên tham khảo cấp Bộ trưởng giữa Mỹ với Úc với hai đồng nhập Mỹ diễn ra vào ngày 28 tháng 7. Biển Đông và an ninh trong khu vực là một trong những chủ đề chính trong chương trình nghị sự. Trên trang tweet, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Linda Reno đã khẳng định ngay khi vừa đến Mỹ cùng với Ngoại trưởng Marisa Payne vào ngày 27 tháng 7 là chuyến thăm này là bằng chứng cho tầm quan trọng của liên minh bền vững của chúng ta. Theo trang The New Daily của Úc, hai Bộ trưởng Úc không tiết lộ những nội dung sẽ được trao đổi trong cuộc họp chính thức với phái đoàn Mỹ. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Úc đã viết trên trang mạng tweet sau khi thăm Bộ Ngoại giao Mỹ như sau: những giá trị chung về tự do và dân chủ là nền tảng liên minh của chúng ta.
Đây là những điểm từng được Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh trong bài diễn văn quan trọng đọc ngày 23 tháng 7 tại Thư viện Tổng thống Richard Nixon. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đồng thời nhắc đến triển vọng thành lập một nhóm các quốc gia có chung tư tưởng và một liên minh dân chủ mới để chống lại sự đe dọa của Trung Quốc, hành động quân sự hóa các biển đảo ở Biển Đông và đánh cắp sở hữu trí tuệ và mưu đồ phá hoại trật tự được thành lập dựa trên luật lệ. Một điểm được truyền thông quốc tế lưu ý là việc hai bộ trưởng Úc đã không lựa chọn việc họp trực tuyến mà đích thân đến Washington bất chấp đại dịch viêm phổi Vũ Hán và bất chấp việc phải cách ly 14 ngày khi trở về nước. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper gặp Bộ trưởng Quốc phòng Úc Linda Reynolds tại Lầu Năm Góc, Washington, D.C. vào ngày 27 tháng 7 năm 2020. Điều đó cho thấy cuộc họp thường niên năm 2020 phải có tầm quan trọng lớn như thế nào. Có nhiều khả năng trong cuộc họp lần này, Washington sẽ đề nghị Canberra tham gia trực tiếp vào các chiến dịch vì tự do hàng hải ở Biển Đông mà Mỹ thực hiện từ lâu. Úc vẫn tham gia tuần tra vì tự do hàng hải trong khu vực, vì đây cũng là tuyến đường giao thương chính của nước này. Nhưng khi tham gia tuần tra Fall Operation cùng với Mỹ, tàu của Úc có khả năng phải đi vào bên trong vùng 12 hải lý quanh các thực thể ở Biển Đông mà Trung Quốc chiếm đóng và bồi đắp để phản đối yêu sách vô lý của Bắc Kinh. Trước đó, chính quyền Canberra của Úc đã bác bỏ mọi đòi hỏi chủ quyền trong đường chiến đoạn do Trung Quốc tự vẽ ra. Tuy nhiên, theo nhà bình luận về an ninh quốc phòng nổi tiếng ở Úc, Greg Sheridan, Úc cần cân nhắc thấu đáo khi đưa ra quyết định tham gia cùng Fall Operation tuần tra chung. Thứ nhất, đã phải chú ý đến mức độ bất cân xứng giữa lực lượng hải quân Úc và Trung Quốc. Tàu chiến của Úc chỉ có thể an toàn khi tuần tra chung với hải quân Mỹ. Ngược lại, nếu tuần tra một mình, tàu Úc có thể bị phía Trung Quốc gây hấn, cảnh cáo, răn đe. Điều này từng được cựu Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull nêu lên trong cuốn hồi ký rằng nếu Hoa Kỳ ủng hộ chúng ta thì Trung Quốc sẽ lùi bước. Nhưng nếu Washington do dự hoặc vì một lý do nào đó quyết định không can thiệp hoặc không có khả năng can thiệp ngay lập tức, thì Trung Quốc sẽ giành được chiến thắng vang dội về mặt tuyên truyền, coi Mỹ là một con cọp giấy mà các đồng minh phải ngờ vực. Thứ hai, nếu tuần tra chung với Mỹ, chắc chắn Canberra sẽ bị Bắc Kinh đáp trả. Tuy nhiên, chính quyền Úc tỏ vẻ sẵn sàng, bằng chứng mới nhất là công hàm gửi lên Liên Hợp Quốc phản đối yêu sách chủ quyền tại Biển Đông của Bắc Kinh. Thứ ba, theo nhiều nhà phân tích, hành động của Úc chắc chắn được các nước ASEAN hoan nghênh, nhưng không theo cách công khai do vị thế cũng như mối quan hệ tế nhị ở nhiều cấp độ với Trung Quốc. Tuy nhiên, có nhận định cho rằng tuyên bố của Mỹ và Úc bác bỏ đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông có thể tạo thành một cán cân mới giúp thúc đẩy việc đạt đến Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC mà ASEAN đang đàm phán với Trung Quốc. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Năm ngày 30 tháng 7 năm 2020 với bản tin Biện pháp chống Trung Quốc bắt nạt các nước khác trên Biển Đông. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de